Xin chào các bác nha. Hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một cái cách tính kết quả xổ số rất là hay. Thì ở clip trước thì em đã giới thiệu cho các bác một cái số cái phương pháp rồi, nhưng mà có một số bác đã nhắn tin cho em là cái phương pháp này chỉ chính xác được 70 đến 80% thôi. Thì hôm nay cũng mạn muội xin phép được giới thiệu các bác một cái phương pháp tính khoảng độ rơi vào khoảng độ 80 90% là chính xác. Đéo tin. Thì để thực hiện được phương pháp này thì đầu tiên các bác hãy ghi nhớ cái bảng quy đổi chữ cái ra chữ số tiếng Việt như thế này. Đây là cái bảng quy đổi. Đây là các số 0 đến 9 này và các chữ số tương ứng từ A đến Y này, tương ứng với các chữ cái tiếng Việt là quy đổi ra các con số từ 0 đến 9. Đấy. Và dấu huyền này sẽ quy đổi ra số 1, dấu sắc sẽ là số 2, dấu hỏi sẽ là số 3 và dấu ngã sẽ là số 4, dấu lặng sẽ là số 5. Đấy. Bây giờ các bác bước 1 này thì các bác hãy viết cái chữ kết quả xổ số miền Bắc. Ví dụ ngày bao nhiêu thì các bác viết ra. Ví dụ hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2021 này thì các bác ghi ngày 20 tháng 8 năm ngày 20/08/2021. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đấy. Bây giờ chuyển sang bước 2 này. Thì các bác hãy quan sát trên cái bảng quy đổi này. Thì bây giờ chữ K này sẽ quy đổi ra là số 3. Thì các bác viết số 3 ở dưới chữ K. Viết số 3 ở dưới này. Đấy. Chữ E. Chữ E đây là số 9. Thì các bác viết bên cạnh số 3 là số 9. Chữ T quy đổi là số 4. Thì viết số 4 sau số 9. Và cái dấu sắc này, các bác quan sát dấu sắc này thì sẽ quy đổi ra số 2, thì viết số 2 ở phía sau số 4. Đấy. Đấy là xong chữ kết. Bây giờ tương tự cũng chúng ta sẽ tìm được các số quy đổi của chữ quả này. Bây giờ chữ quy sẽ là số 1. Chữ u đây sẽ là số 5. Chữ A thì chắc chắn là số 1 rồi. Và dấu hỏi sẽ là số 3. Đấy, xong chữ quả. Bây giờ cứ như vậy các bác tính. Sau khi các bác đã quy đổi hết các chữ cái này ra rồi nhá, thì đến cái chỗ số này, ngày tháng năm này, thì các bác để nguyên, các bác không quy đổi bởi vì nó là số rồi nhá. Thì các bác ghi 20 này, 08 này, 2021 này. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Bây giờ sang bước thứ ba, bước quan trọng này. Bây giờ các bác sẽ cộng cộng tổng tất cả các chữ số này vào. Như cộng tổng này, ví dụ hai chữ số bên ngoài này, chữ số đầu và chữ số cuối này, chúng ta sẽ cộng với nhau. Và tiếp theo chữ số 2 và chữ số gần cuối này, chúng ta cộng với nhau này. Bây giờ xong là chúng ta sẽ cộng dồn vào bên giữa đến khi nào hết thì thôi. Bây giờ số 3 này cộng với số 1 sẽ là số 4 này, chúng ta sẽ viết 4 ở bước 3 này. 4 này, xong tiếp theo là 9 này. 9 này cộng với 2 này, bằng 11 thì chúng ta viết cả 11 này. Đấy. 4 này cộng với 0 này sẽ là 4 này, viết 4 này. 2 này cộng với 2 này là 4 này. Đấy. 1 này cộng với 8 này bằng 9 này. 5 này cộng với 0 này bằng 5 này. 1 này cộng với 0 này bằng 1 này. 3 này cộng với 2 này bằng 5 này. Đấy, các bác cứ cộng dồn đến khi hết các con số thì thôi. Sau khi cộng hết ở bước 2 thì chúng ta sẽ vẫn được cái con số dài như này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ tiếp tục cộng như ở bước 2. 4 này cộng với 7 này bằng 11 này. 1 này cộng với 3 là 4 này. 1 này cộng với 1 là 2 này. 4 này cộng với 4 là 8 này. 4 này cộng với 0 là 4 này. 9 này cộng với 1 là 10 này. 5 này cộng với 4 là 9 này. 1 này cộng với 4 là 5 này. 5 này cộng với 1 là 6 này. 9 cộng với 3 là 12 này. 1 cộng với 4 là 5 này. 7 chỉ có một số 7 thì viết giữ lại con 7, viết 7 ở đây.
chúng ta lại sẽ tiếp tục cộng dồn này, 1 cộng với 7 là 8 này, 1 cộng với 5 là 6 này, 3 cộng 2 là 5 này, 2 cộng 1 là 3 này, 8 cộng 6 14 này, 4 cộng 5 là 9 này, 1 cộng 9 là 10 này, 0 giữ nguyên này. Đấy, tiếp tục cộng này, 8 cộng 0 là 8 này, 6 này cộng với 0 là 6 này, 5 cộng 1 là 6 này, 3 cộng 9 là 12 này, 1 cộng 4 là 5 này. Bây giờ ra vẫn ra cái số hơi dài này, chúng ta sẽ cộng này, 8 này cộng 5 là 14 này, 6 cộng 2 là 8 này, 6 cộng 1 là 7 này, 1 cộng 7 là 8 này, 4 cộng 8 là 12 này, 8 cộng 2 là 10 này, 1 cộng 1 này. Đấy. 1 cộng 1 là 2 này, 0, 1 cộng 1 là 2, 0 giữ nguyên này. Đấy. Bây giờ ra kết quả chữ số gồm có 2, một con số gồm có 2 chữ số, thì bây giờ chúng ta sẽ để cái con số này là con số là chúng ta sẽ săn lô và đề ngày hôm nay. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Đây là cái phương pháp mới dựa theo cái quy đổi các chữ cái tiếng Việt ra các con số, thì các bác sẽ lấy cái kết quả này và thử xem là vận may của mình vào ngày hôm nay xem thế nào nhé các bác nhé. Và các bác hay, nếu mà các bác thấy đúng và kết quả buổi chiều hôm nay có con 20 thì các bác hãy bình luận ở phía dưới và hãy đăng ký kênh cho em. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhé.